Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa các đội thi đang có mặt tại chương trình hôm nay. Chúng con là Thanh Tùng và Thanh Tâm, rất vinh dự được hiện diện với vai trò là người hướng dẫn và cùng đồng hành với các đội thi trong chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Môn Đệ của Chúa Giê-xu. Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các đội viên thân mến, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giuse trong năm Canh Tân đời sống đức tin qua việc học hỏi tin mừng theo thánh Matthew, Ban Thiếu Nhi kết hợp cùng Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Môn Đệ của Chúa Giê-xu, với mục đích giúp các em thiếu nhi và những người đồng hành với các em tiếp cận trực tiếp với bản văn theo phương pháp sinh hoạt vui kinh thánh của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Mời gọi thiếu nhi và những người đồng hành với các em sống tâm tình của người môn đệ Chúa Giê-xu theo gương của Thánh Matthew. Sau đây, con xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo trong cuộc thi. Con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Quang Khánh. Con xin trân trọng giới thiệu sơ Anna Trang đến từ dòng Bến Thánh Giá Hà Nội. Con xin trân trọng giới thiệu thư ký Anna Dương Thúy Quỳnh. Và thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chương trình Vui Học Kinh Thánh của chúng ta thì đã đem đến cho các em thiếu nhi và những người đồng hành của mình một sân chơi bổ ích, niềm vui và sự thú vị. Và những điều đó thì không chỉ gói gọn trong khán phòng ngày hôm nay đâu ạ, mà điều đó còn được lan tỏa và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và cũng được rất nhiều người đón nhận, gửi lời cảm ơn và lời chúc đến các bạn thiếu nhi và ban tổ chức. Và đó cũng chính là lời cảm ơn của chúng con gửi tới quý cha, quý sơ và các anh chị em trong Ban Thiếu Nhi, Ban Truyền thông của Tổng giáo phận Hà Nội. Chúng con xin trân trọng giới thiệu một gương mặt rất đỗi quen thuộc với chúng con, trưởng ban tổ chức cha Giuse Đào Trọng Thành. Chúng con cũng rất vinh dự và rất vui sướng khi từ những bước chân đầu tiên và mọi sự cố gắng của chúng con thì luôn có các cha quan tâm, trợ giúp và đồng hành. Và ngày hôm nay thì các ngài vẫn hiện diện ở nơi đây, cổ vũ tinh thần cho chúng con. Những vị khách mời đáng quý, chúng con xin được trân trọng giới thiệu cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Tháng. Con xin trân trọng giới thiệu cha trưởng ban giáo lý Tổng giáo phận Hà Nội, cha Giuse Vũ Quang Học. Con xin trân trọng giới thiệu cha An Tôn Lê Văn Quyết, đặc trách nghiên huấn của Liên đoàn. Con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Nguyễn Văn Hải, cha xứ Giang Xá, đặc trách Caritas Giáo hạt Chính tòa. Con xin trân trọng giới thiệu quý sơ dòng Bến Thánh Giá Hà Nội. Giờ đây, chúng con đã xin giới thiệu và mời ra 5 đội có số điểm cao nhất để cùng tham dự trận chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Các đội gồm có giáo xứ Hà Đông, giáo xứ Chuyên Mỹ, giáo xứ Tân Lang, giáo xứ Giang Xá và giáo xứ Mỹ ạ. Chúng ta cùng đổi một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón nhau và bắt đầu chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Môn Đệ của Chúa Giê-xu. Chúng con xin kính mời cha Tổng đại diện An Tôn sẽ lên ban phép lành và khai màn chương trình ngày hôm nay. Kính thưa cha Giuse, tuyên úy của Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý anh chị em giáo lý viên, huynh trưởng dự trưởng và toàn thể các em thiếu nhi của 5 đội thi trong vòng chung kết hôm nay rất thân mến. Trước hết cùng với quý cha, quý sơ và cộng đoàn xin gửi tới các em thiếu nhi của 5 đội thi lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúng ta đang sống trong năm Canh Tân đức tin cá nhân theo lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse kính yêu của chúng ta. Và để canh tân đời sống đức tin cá nhân, Đức Tổng mời gọi chúng ta trong năm nay
học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew. Mọi thành phần dân Chúa đều cùng chung một nhiệt huyết học hỏi tin mừng Thánh Matthew theo nhiều thể, nhiều cách. Đối với thiếu nhi thánh thể chúng ta, thì liên đoàn đã tổ chức cho tất cả các em thiếu nhi trong tổng giáo phận tham gia một cái cuộc thi mang chủ đề là vui học kinh thánh để trở thành người môn đệ của Chúa Kitô. Chúng con thiếu nhi với 20 đội hôm nay đã chọn ra được 5 đội với cái số điểm cao nhất để bước vào cái vòng chung kết hôm nay. Vui để học, nhưng mà học là để sống. Sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, người môn đệ của Chúa, trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn. Với tất cả cái ước nguyện ấy, hôm nay cha cầu chúc các em thiếu nhi đạt được những kết quả tốt đẹp nhất. Và nhất là với cái kết quả hôm nay, thì chúng con đem cái sự hiểu biết của chúng con về Chúa Giêsu, về tin mừng Thánh Matthew áp dụng vào trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng con. Với tất cả tâm tình ấy, giờ đây cha tuyên bố khai mạc hội thi chung kết Vui học Kinh Thánh 2023. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và chúc lành cho hội thi của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân san chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhằm thuần sáng hồn tràn lan ơn thiêng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời các đội thi đến với phần thi thứ nhất, gặp gỡ Chúa Giêsu. Phần thi thứ nhất, gặp gỡ Chúa Giêsu. Có một bộ thẻ các hình ảnh khác nhau về những biến cố trong tin mừng theo Thánh Matthew. Các thẻ này được úp lên bảng theo thứ tự bất kỳ. Thể lệ: các đội sẽ bốc thăm để biết thứ tự mở thẻ. Người chơi thứ nhất của một đội đầu tiên sẽ nói vị trí của hai thẻ ngẫu nhiên. Ban tổ chức sẽ lật hai thẻ đó lên. Nếu hai hình giống nhau, người chơi sẽ thu thẻ về và được quyền lật hai thẻ khác. Nếu hai hình khác nhau, quyền chơi thuộc về người thứ nhất của đội tiếp theo. Cứ lặp lại cho đến khi hết thẻ trên bảng. Cuối cùng, cộng số thẻ đã thu được của các thành viên trong đội và nhân với 10 để được số điểm đội đó. Ví dụ như đội A được 2 thẻ thì số điểm là 2 x 10 bằng 20. Quyền đặt cược. Quyền đặt cược chỉ dành cho các đội đã thu được thẻ. Mỗi đội cử một người mang tập thẻ vừa thu được đến trước ban giám khảo và cho biết số điểm đặt cược. Ban giám khảo sẽ rút một thẻ bất kỳ trong tập của người mang lên. Sau 15 giây suy nghĩ, người mang thẻ sẽ đọc đoạn tin mừng trong thẻ đó. Nếu đọc được câu trích dẫn kinh thánh có in ở mặt sau và đúng hết với theo bản văn của tổng giáo phận, thì đội đó sẽ được cộng số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ được cộng vào tổng điểm chung. Nếu đọc sai, thiếu, thừa một từ hoặc ngừng quá 5 giây, thì người đó không được đọc tiếp và đội đó sẽ bị trừ đi số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ bị trừ vào tổng điểm chung. Nếu có nhiều đội đặt cược, ban tổ chức sẽ chọn lần lượt theo thứ tự bốc thăm ban đầu. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Xin mời thành viên thứ nhất của đội số 1, chúng ta sẽ gọi thẻ. Xin mở thẻ A1. A1.
Xin mở thẻ. B3. B3. Ông Gioan Tẩy Giả giao giảng và Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Chúng ta có 5 giây để ghi nhớ vị trí của các thẻ. Hết giờ, xin mời úp thẻ. Xin mời thành viên thứ nhất của đội số 2. Xin mở thẻ B4. B4. Dụ ngôn chiếc lưới. Xin mở thẻ C4. C4. Đức Giêsu trốn sang Ai Cập. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ nhất của đội thứ 3. Xin mở thẻ D1. D1. Đức Giêsu kêu gọi ông Matthew. Xin mời đọc thẻ ạ. Xin mở thẻ C1. C1. Đức Giêsu đi trên mặt nước. Xin mời úp thẻ. Xin mời thành viên thứ nhất của đội số 4. Xin mời thẻ A4. A4. Dụ ngôn 10 trinh nữ. Xin mời thẻ B7. B7. Dụ ngôn những nén bạc. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ nhất của đội số 5. Xin mở thẻ A1. A1. Xin mở thẻ B3. B3. Ông Gioan Tẩy Giả giao giảng và Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Úp thẻ. Và xin mời thành viên thứ hai của đội số 1. Xin mở thẻ B5 ạ. Xin gọi lại. Xin mở thẻ B5 ạ. B5. Dụ ngôn những yến bạc. Xin mở thẻ B7 ạ. B7. Dụ ngôn những yến bạc, xin chúc mừng đội số 1. Xin mở thẻ B1 ạ. B1. Truyền tin cho ông Giuse. Xin mở thẻ B2 ạ. B2. Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ hai của đội số 2. Xin mở thẻ D1. D1. Đức Giêsu kêu gọi ông Matthew. Xin mở thẻ C1. C1. Đức Giêsu đi trên mặt nước. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ hai của đội số 3. Xin mở thẻ C2. C2. Đức Giêsu đi trên mặt nước. Xin mở thẻ C1. C1. Đức Giêsu đi trên mặt nước, xin chúc mừng đội số 3.
Xin mở thẻ D2. D2. Dụ ngôn 10 trinh nữ. Xin mở thẻ A4. A4. Dụ ngôn 10 trinh nữ. Xin chúc mừng. Xin mở thẻ D3. D3. Xin mở thẻ D1. Xin gọi lại. Xin mở thẻ D1. B1. D1 ạ. D1. Đức Giêsu kêu gọi ông Matthew. Xin mở thẻ D5. D5. Dụ ngôn người gieo giống. Xin mở thẻ A1 ạ. A1. Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Úp thẻ. Xin mời thành viên số 2 của đội số 4. Xin mở thẻ D6. D6. Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Xin mở thẻ B6. B6. Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Úp thẻ. Xin mời thành viên của số 2 của đội số 5. Xin mở thẻ B1 ạ. B1. Truyền tin cho ông Giuse. Xin mở thẻ C7 ạ. Xin gọi lại. Xin mở thẻ C7 ạ. C7. Đức Giêsu và trẻ em. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ 3 của đội số 1. Xin mở thẻ B2. B2. Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Xin mở thẻ B6. B6. Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Xin chúc mừng đội số 1. Xin mở thẻ A6 ạ. A6. Dụ ngôn người gieo giống. Xin mời thẻ D5 ạ. D5. Dụ ngôn người gieo giống. Hai đáp án đúng liên tiếp dành cho đội số 1. Xin mời thẻ A7. A7. Đức Giêsu trốn sang Ai Cập. Xin mời thẻ C4. C4. Đức Giêsu trốn sang Ai Cập. Chúc mừng đội số 1. Xin mời thẻ C7. C7. Đức Giêsu và trẻ em. Xin mời thẻ C6. C6. Quỷ cám dỗ Đức Giêsu biến đá thành bánh. Xin mời thành viên số 3 của đội thứ 2. Đội số 2. Úp thẻ. Đội số 2 xin mở thẻ D7. D7. Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Đội số 2 xin mở thẻ A1. A1.
Đức Giêsu và thành Jerusalem. Chúc mừng đội số 2 đó có phần điểm đầu tiên dành cho đội của mình. Đội số 2 xin mở thẻ A3. A3. Đức Giêsu và trẻ em. Đội số 2 xin mở thẻ C7. C7. Và có giống nhau không ạ? Xin chúc mừng Đức Giêsu và trẻ em. Đội số 2 xin mở thẻ B4. B4. Dụ ngôn chiếc lưới. Đội số 2 xin mở thẻ C5. C5. Ông Gioan tẩy giả giao giảng. Úp thẻ. Xin mời thành viên thứ 3 của đội số 3. Xin mời thẻ B3. B3. Ông Gioan tẩy giả giao giảng. Xin mời thẻ C5. C5. Ông Gioan tẩy giả giao giảng, xin chúc mừng đội số 3. Xin mở thẻ D4. D4. Dụ ngôn chiếc lưới. Xin mở thẻ B4. B4, có phải đáp án chính xác không đây? Dụ ngôn chiếc lưới, chúc mừng đội số 3 với 2 đáp án đúng liên tiếp. Xin mở thẻ A5. A5. Quỷ cám dỗ Đức Giêsu biến đá thành bánh. Thật bình tĩnh, đội số 3 thật bình tĩnh để đưa ra đáp án đúng. Xin mời thẻ C6. C6, chúng tôi trông chờ vào thẻ C6. Quỷ cám dỗ Đức Giêsu biến đá thành bánh, một đáp án chính xác cho đội số 3. Chỉ còn 4 chiếc thẻ tương ứng với 2 cặp. Nếu như đội số 3 chọn chính xác thì sẽ được điểm tối đa, còn không sẽ nhường lại cho đội số 4 vì đội số 4 chưa được điểm nào cả. Vâng, thật bình tĩnh. Cho chúng tôi số thẻ, xin mời đội số 3. Xin mời thẻ C3. C3. Truyền tin cho ông Giuse. Xin mời thẻ B1. B1. Mong chờ giây phút quyết định. Truyền tin cho ông Giuse. Xin mời gọi thẻ. Xin mời thẻ A2. Thẻ A2. Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Xin mời thẻ D6. Thẻ D6. Một lần nữa xin chúc mừng Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Và sau phần thi vừa rồi thì chúng ta có 3 đội có thẻ là đội 1, đội 2 và đội 3. Đội số 4 và đội số 5 sẽ không được tham gia vào phần quyền đặt cược. Vậy là không có đội nào tham gia vào phòng đặt cược. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây là kết quả của phần thứ nhất, gặp gỡ Chúa Giêsu. Đội số 1, giáo xứ Mỹ Hạ, 80 điểm. Đội thứ 2, giáo xứ Chuyên Mỹ, 40 điểm. Đội số 3, giáo xứ Hà Đông, 160 điểm. Đội 4, giáo xứ Tân Lang và đội 5, giáo xứ Giang Xá, phần 1 chưa có điểm. Xin cảm ơn các đội thi, chúng ta đã trải qua phần 1 với nhau, phần gặp gỡ Chúa Giêsu. Giờ đây là phần thứ 2, giới thiệu Chúa Giêsu.
Mời các đội chơi chúng ta cùng nhìn lên màn ảnh để xem thể lệ của phần thi. Có một bộ thẻ gỗ in tên các nhân vật trong tin mừng theo Thánh Matthew. Các thẻ này được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Có 5 lượt rút gỗ cho mỗi đội. Mỗi thành viên sẽ lần lượt lên rút, chỉ được một lần mà thôi. Các đội chơi chỉ được dùng một tay, không được điều chỉnh cột trong quá trình chơi. Nếu vi phạm, cả đội sẽ bị loại. Người chơi thứ nhất của đội đầu tiên sẽ lên rút một thẻ gỗ bất kỳ. Yêu cầu không được rút 3 tầm tính từ trên xuống. Khi rút được thẻ gỗ mà không làm đổ khối gỗ hay làm rơi thẻ gỗ khác, người chơi sẽ đọc tên nhân vật, số điểm trong ngoặc để ban giám khảo ghi điểm. Nếu đọc được câu trích dẫn kinh thánh có in ở mặt sau đúng hết theo văn bản của tổng giáo phận thì người chơi sẽ nhận được số điểm tương ứng nhân 2, nhân 3, nhân 0, điểm cộng. Tiếp đến, người chơi sẽ đặt thẻ gỗ lên trên khối gỗ đã xếp, đặt nằm ngang để xếp thành hàng như các thẻ khác. Khi đặt thẻ lên, nếu làm đổ khối gỗ hoặc làm rơi thẻ gỗ khác, đội đó sẽ mất quyền thi tiếp của phần này và không có điểm của câu đó. Sau đó, người tiếp theo của đội kế tiếp sẽ lên rút thẻ gỗ. Nếu người nào làm đổ khối gỗ hoặc rơi thẻ gỗ khác thì đội có thành viên đó sẽ bị loại, không được tham gia vòng này. Khi đã chạm vào thẻ gỗ nào thì người chơi sẽ phải rút thẻ gỗ đó. Khi đã chạm vào thẻ gỗ được 30 giây mà không rút được thẻ, người đó có quyền xin thôi và chấp nhận mất lượt đó và cả lượt kế tiếp. Đội đó mất lượt của chính người xin rút và cả lượt của người kế tiếp. Hết 30 giây sau khi chạm vào thẻ gỗ mà người chơi vẫn muốn tiếp tục thì phải rút thẻ đó. Trong vòng 30 giây tiếp theo mà người chơi không rút được thẻ, làm rơi thẻ khác hay làm đổ khối gỗ thì đội có thành viên đó sẽ mất quyền thi tiếp của phần này và không có điểm của câu đó. Các thành viên còn lại không được lên rút nữa. Sau đó, cộng số điểm đã thu được của các thành viên trong đội. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Phía trên khu vực sân khấu là hai chiếc bàn đựng các khối gỗ của 5 đội thi. Giờ các thành viên chúng ta sẽ nhận khối gỗ của đội mình. Mời các thành viên chúng ta di chuyển về khu vực khối gỗ, đưa thẻ bằng tên của đội về trở vị trí bàn để nhận khối gỗ. Các đội thi đã nhận vị trí thi của mình xong. Giờ đây, mời thành viên thứ nhất của đội số 1 tiến lên rút gỗ. Em Ma Lu Em ạ. Cộng 30 điểm ạ. Em Ma Lu Em cộng 30 điểm. Xin chúc mừng đội số 1 được số điểm rất cao. Câu lời Chúa phía sau. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23 ạ. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23 nhân 3 số điểm. Nếu đọc đúng, đội có thời gian suy nghĩ 15 giây để có đọc hay không. Có đọc, còn lại 7 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23. Hết giờ, xin mời đọc câu lời Chúa. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm. Dừng. Sai. Dạ. Vâng ạ, ban giám khảo đã có ý kiến ạ. Xin mời ban giám khảo sẽ đưa ra ý kiến. Vâng. Thật bình tĩnh, chúng ta sẽ chờ xem lời nhận xét của ban giám khảo là gì. Bạn vừa đọc thừa chữ các ạ. Tất cả sự việc này chứ không phải tất cả các sự việc này. Vâng, thừa chữ các, xin cảm ơn ban giám khảo. Các đội thi thân mến, ban giám khảo sẽ làm việc hết công suất để đưa ra một đáp án công bằng nhất. Con xin cảm ơn cha và sơ. Vậy là mời trả lại khối gỗ vào vị trí. Đội số 1 được 30 điểm cộng vì bốc được thẻ Emmanuel. Một tràng vỗ tay cho đội số 1. Mời đội số 2. Dạ là Thượng tế Caipha. Bao nhiêu điểm ạ? Không điểm ạ. Không điểm, Thượng tế Caipha không điểm. Vậy là không có điểm cộng trong lượt rút gỗ vừa rồi.
Câu lời Chúa phía sau, xin mời đọc lên. Câu lời Chúa là Matthew chương 26 câu 3 đến câu 5 ạ. Cộng bao nhiêu điểm? Cộng 5 điểm ạ. Cộng 5 điểm, nếu đọc đúng thì được cộng 5 điểm. Đọc sai không có điểm nào cả. Dạ em không đọc được ạ. Không đọc được. Vâng, vậy chúng ta cũng không có điểm nào. Xin cảm ơn đội số 2. Mời đội số 3 tiến hành rút gỗ. Rút rất nhanh, dứt khoát. Emmanuel cộng 30 điểm ạ. Emmanuel cộng 30 điểm. Được 30 điểm rồi. Và câu lời Chúa. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23 nhân 3 ạ. Nhân 3 điểm. Nếu đọc đúng được 90 điểm. Đọc sai ra về 30 điểm. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Có. Có đọc, vậy thì còn 12 giây để nhẩm lại câu lời Chúa. Hết giờ. Xin mời đọc câu lời Chúa. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn. Khán giả đã vỗ tay thì gần như đáp án này rất đúng. Và xin chúc mừng chúng ta được 90 điểm cho đội số 3. Và bây giờ là sẽ phần rút gỗ của đội thi số 4. Ông Jacob cộng 20 điểm. Ông Jacob cộng 20 điểm. Matthew chương 17 câu 1 đến câu 2 nhân 2. Nhân 2. Matthew. Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 2 nhân 2. Xin hỏi đội số 4 có quyết định đọc không ạ? Có ạ. Có đọc, vậy thì còn 4 giây để nhẩm lại. Mời đội số 4 đưa ra đáp án. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Vâng, lại vỗ tay thật lớn. Và Thanh Tâm cho biết là bạn có được cộng điểm không ạ? 20 điểm nhân 2 ạ. 40 điểm cho đội số 4. Vâng, xin mời bạn đặt lại gỗ ạ. Xin mời thành viên của đội số 5 ạ. Vâng. Rất bình tĩnh, đội số 5 đang rút rất bình tĩnh. Thành công rồi. Một nụ cười. Các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng. Các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng xin cho biết số điểm dành cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng ạ. Matthew chương 26 câu 59 đến câu 60 cộng 5 ạ. Vâng. Vậy thì thẻ vừa rồi bốc được 0 điểm. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Vâng, xin được chúc mừng đội 5 đã được cộng 5 điểm ạ. Xin sau đây sẽ là phần thắc mắc từ phía các đội thi. Sau lượt đầu tiên, có đội thi nào muốn thắc mắc hay không? Có đội thi nào có muốn thắc mắc không ạ? Đội số 1 có thắc mắc gì không ạ? Dạ, cho chúng con xem lại video của phần bạn thứ nhất vừa đọc ạ. Kính thưa các đội thi ạ, lúc nãy đội số 1 đang đọc thì ban giám khảo có nghe nhầm là các bạn đọc chữ các. Thì video vừa quay lại, bây giờ các bạn nghe lại một lần nữa chúng ta kiểm tra nhé. Khi mà ban giám khảo kiểm tra lại thì không có chữ các, tức là bạn ấy đang đọc đúng. Bạn ấy đang đọc cái câu đúng, câu đầu đúng mà ban giám khảo dừng lại và không đọc tiếp ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Vâng ạ, sau đây thì MC của chương trình đã check lại và sẽ bật cho quý vị nghe được nội dung của đội số 1. Còn lại 7 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23. Hết giờ, xin mời đọc câu lời Chúa. Vâng, một tràng vỗ tay. Vậy là tất cả sự việc này đã xảy ra
Nó đã xảy ra rồi. Giờ đây thì mời đội số 1 cử đại viên thành đại diện. Thứ nhất chúng ta sẽ đọc lại. Lần này sẽ được đứng vị trí quan trọng hơn, xin mời di chuyển lên phía trước. Thật bình tĩnh, không sao, thật bình tĩnh. Chúng ta chỉ đọc lại câu lời Chúa mà chúng ta đã thuộc thôi. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Lại đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, xin chúc mừng thành viên của đội số 1 đã đọc đúng câu lời Chúa, mang về cho đội mình được 90 điểm ạ. Một tràng pháo tay nữa đi ạ. Xin cảm ơn. Giờ đây, xin mời các thành viên thứ hai của các đội chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực thi. Thời gian để quan sát khối gỗ đã hết. Mời thành viên của đội số 1. Bốc được rồi, rất dễ dàng. Xin mời. Bà Maria cộng 25 ạ. Bà Maria cộng 25. Câu lời Chúa là Matthew chương 1 câu 16 và nhân 2 ạ. Matthew chương 1 câu 16 nhân 2. Đọc đúng nhân 2 số điểm. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Dạ có đọc ạ. Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô ạ. Một câu rất ngắn nhưng lại được nhân mấy ạ? Nhân 2 ạ. Là bao nhiêu điểm nhỉ? 50 điểm. 50 điểm. Mời đội số 2. Thật bình tĩnh để lựa chọn. Đang dùng. Đội số 2 đã lựa chọn được thẻ gỗ của mình. Chỉ được dùng một tay. Được dùng nhiều ngón trong một bàn tay. Và khi mà chạm vào thẻ nào rồi thì chúng ta chỉ được rồi, rút thẻ được đó rồi. Thôi ạ. Đây, thẻ. Ông Jacob cộng 20. Ông Jacob được cộng 20 điểm. Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 2 nhân 2. Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 2. Có đọc không nhỉ? Có ạ. Có rồi, chúng ta còn 4 giây. Hết giờ, xin mời. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, rồi ngang người chói lọi như mặt trời và y phục người trở lên trắng tinh như ánh sáng. Chính xác, xin chúc mừng đội số 2 được số điểm là 40 điểm ạ. 40 điểm sau khi đã nhân xong. Mời trả lại khối gỗ. Mời đội số 3. Thật bình tĩnh, gọn gàng. Ơi, dừng lại, hai tay rồi. Chỉ được dùng một tay thôi. Đội số 3 có biết hay không? Nếu như chúng ta dùng hai tay thì đội của chúng ta, thành viên đang rút sẽ dừng lại và dắt tay theo cả đội sẽ dừng lại trong phần thi này. Xin chia buồn với đội số 3. Rất chia buồn với đội số 3 phải dừng lại ở lượt chơi số 2. Nhưng không sao, cuộc chơi còn dài. Chúng ta sẽ gỡ ở những phút cuối. Cảm ơn đội số 3. Giờ đội số 3 sẽ là khán giả cho 4 lượt còn lại. Một tràng vỗ tay để cổ vũ cho đội số 3 đi ạ. Và bây giờ thì xin mời đội số 4 sẽ bốc rút ạ. Xin mời đọc ạ. Đức Giêsu Kitô cộng 30. Xin mời đọc câu trích ạ. Matthew chương 1 câu 18 nhân 3. Và xin được hỏi là bạn có quyết định đọc không ạ? Có ạ. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính xác, xin chúc mừng đội số 4. Xin chúc mừng đội số 4 ạ, được cộng 90 điểm ạ. Mời trả lại thẻ gỗ. Rất run, cẩn thận đổ bây giờ ạ.
Đang trả lời đúng, đổ cái cả đội lại ngồi chơi với đội số 3. Xin mời đội số 5 ạ. Judas Iscariot ạ. Bốc rất nhanh, Judas Iscariot, và số điểm mang về là 0 điểm. Xin mời đọc câu trích đằng sau ạ. Matthew chương 26 câu 14 đến 16 cộng 5 điểm ạ. Vâng, bạn có quyết định đọc hay không ạ? Có ạ. Xin mời đọc ạ. Lúc ấy, một người trong nhóm 12 tên là... Dừng lại. Lúc ấy, bây giờ là lúc này đây. Xin chia buồn. Bây giờ, một người trong nhóm 12 sai ngay từ đầu tiên, đúng không ạ? Không có số điểm nào. Cảm ơn đội số 5. Ở lượt này, chúng ta chỉ còn các đội 1, 2, 4 và 5. Một tràng vỗ tay cổ vũ cho các đội. Mời đội số 1 rút gỗ. Rút xong, đọc thật to, được điểm cao lắm đây. Ông Joseph Arimathe cộng 10 ạ. Ông Joseph Arimathe cộng 10 điểm. Matthew 27:57-58. Rồi, Matthew chương 27 từ câu 57 đến câu 58 được cộng 5 điểm. Chiều đến có một người giàu sang thành Arimathe. Dừng. Có một người giàu sang tới. Vâng, thiếu rồi, chị thiếu rồi. Thành viên nhận xét như vậy. Xin mời trả lại khối gỗ và chúng ta chỉ được có 10 điểm thôi. Mời đội số 2. Dung rồi, lắc. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Bây giờ rút tiếp, phải thật cố gắng. Dừng lại thì lượt 3 và lượt 4 ngồi chơi. Vâng, rất run, chỉ được tay phải thôi nhá. Đừng chạm hai tay lại ngồi chơi bây giờ đây ạ. Điểm cao, điểm cao, điểm cao. Rồi, rút thành công. Mời. Mời đọc nhân vật. Nhà chiêm tinh cộng 15. Nhà chiêm tinh cộng 15 điểm. Giờ chúng ta sẽ lật mặt sau để đọc câu lời Chúa lên. Matthew chương 2 câu 1 đến 2B cộng 5. Matthew chương 2 câu 1 đến 2B cộng 5 điểm. Thật bình tĩnh, bạn có đọc hay không? Có. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, có mấy nhà chiêm tinh? Sai rồi. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê. Thiếu vùng miền rồi. Xin cảm ơn đội số 2. Chỉ được nhà chiêm tinh 15 điểm. Và xin mời đội số 4 chúng ta rút ạ. Một nụ cười tâm đắc đúng không ạ? Emmanuel cộng 30. Vâng, xin được chúc mừng bạn cộng 30 điểm đầu tiên ạ. Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23. Bạn có đọc không ạ? Dạ có. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, xin được chúc mừng bạn được cộng 90 điểm ạ. Và bây giờ sẽ là phần thi của đội số 5. Emmanuel cộng 30 ạ. Vậy là đội số 4 và số 5 bắt tay nhau rủ nhau để lấy 90 điểm để lật ngược tình thế của vòng thi thứ nhất. Matthew chương 1 câu 22 đến 23 nhân 3. Và bạn có quyết định đọc không ạ? Có ạ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, xin được chúc mừng bạn. Và là đội thứ 5 đã được cộng 90 điểm ạ. Rất là sôi nổi. Nóng chưa? Rất nóng rồi đúng không ạ? Tiếp theo xin mời lượt thứ 4 của các đội chúng ta di chuyển lên khu vực rút gỗ. Thật bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Quan sát thật kỹ. Dùng, lắc rồi, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Đã chọn gỗ rồi, đã chọn được gỗ rồi. Rút tiếp. Đang dùng. Vâng, điểm cao, dùng như vậy mới có điểm cao đúng không nhỉ? Rồi, thành công.
Bà Maria Magdala cộng 20 điểm. Bà Maria Magdala được cộng 20 điểm. Matthew chương 27 câu 55 đến câu 56 nhân 2 ạ. Và bạn có đọc không ạ? Dạ có. Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng sau. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Joseph và bà mẹ các con ông Zebedê. Chính xác, tốc độ đọc rất nhanh. Mang điểm về cho đội mình, xin cảm ơn. Đội số 2, bình tĩnh. Giờ tiến hành rút gỗ. Rồi, lựa chọn bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ là sự tư vấn của MC chương trình. Nếu như mình rút được thì mình rút tiếp. Chưa, vẫn còn thời gian để rút. Nào, từ từ, dừng lại. Nếu như dừng bây giờ, lượt thứ tư, lượt thứ năm mình cũng vẫn mất lượt mà. Vậy thì mình hãy cố gắng để đạt được phần này hay là dừng lại. Nào, chúng ta có sự tư vấn từ thành viên nào, có rút không nhỉ? Có rút không ạ? Cứ rút đi, nào. Mạnh dạn nào. Cứ mạnh dạn lên, lượt số 4 rồi. Vâng, xin chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội 2 ạ. Rất gay cấn, cố lên nào. Cố lên không sao. Cố lên không sao. Cố lên. Đạt điểm tối đa, cứ cố lên nào. Cứ rút đi, cố lên. Cố lên, cứ rút đi. Thành công mà. Rút đi. Đổ rồi. Không sao, đội số 2 thân mến, nếu như chúng ta dừng lại, xin bỏ cuộc ở lượt này, thì lượt số 5 vẫn không được tham gia trò chơi. Như vậy thì mình cứ cố gắng rút, biết đâu chúng ta lại là người chiến thắng. Không sao cả, một tràng vỗ tay cho đội số 2. Cảm ơn đội số 2, mời đội số 2 chúng ta về vị trí. Và xin đội số 4 chúng ta sẽ rút gỗ ạ. Rất là dễ dàng đã có được thanh gỗ rồi. Xin mời đội số 4 sẽ đọc tên nhân vật ạ. Ông Gioan tẩy giả cộng 25. Matthew chương 3 từ câu 1 đến câu 3 nhân 2. Xin hỏi là bạn có đọc không ạ? Có ạ. Hồi ấy, ông Gioan tẩy giả đến giao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Vâng, và những tràng vỗ tay cũng như là câu trả lời chính xác ạ. Xin được chúc mừng đội số 4 được cộng 50 điểm ạ. Xin được mời đội số 5 chúng ta sẽ rút thẻ gỗ ạ. Bà Maria Magdala cộng 20 điểm. Xin được đọc câu trích dẫn ạ. Matthew chương 27 câu 55 đến câu 56 nhân 2. Xin hỏi bạn có đọc không ạ? Có. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Làm sao ạ? Thiếu chữ gì ạ? Thiếu chữ người. Vâng, chia buồn với đội số 5 nhưng vẫn có điểm được rút gỗ. Lượt thứ tư rút gỗ đã kết thúc. Chúng ta sẽ sang lượt cuối cùng trong phần thi thứ hai hôm nay. Mời các đội chúng ta di chuyển lên khu vực rút gỗ. Ở lượt cuối cùng này chỉ có các đội 1, 4 và 5 sẽ tham dự. Lượt rút gỗ thứ 5 bắt đầu. Mời đội số 1 đã lựa chọn khối gỗ rất nhanh. Ông Giu-xia cộng 25 ạ. Ông Giu-xia cộng 25 điểm. Matthew chương 1 câu 24 đến câu 25 nhân 2 ạ. Thí sinh có đọc được không? Em có đọc. Có đọc. Khi tỉnh giấc, ông Giu-xia làm như sứ thần Chúa dạy.
và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Chính xác. Dừng lại. Thưa ban giám khảo, đội thứ nhất đã sử dụng tay để điều chỉnh các thẻ gỗ khác sau khi xếp lại. Và theo luật thì con xin mời... Vâng, rất là căng thẳng đúng không ạ? Bây giờ sẽ là phần quyết định của ban giám khảo ạ. Xin mời thể lệ. Phần thể lệ của ban tổ chức ạ. Vâng, không được điều chỉnh cột trong quá trình chơi. Nếu vi phạm cả đội sẽ bị loại ạ. Vâng ạ, hết rồi thì câu số 5 này không có điểm ạ. Vâng ạ, xin chia buồn với đội số 1 ạ. Đã bảo là chúng ta phải đọc kỹ thể lệ rồi. Vậy thì đội số 1 không được điểm, không sao, thành viên bảo vệ, không sao. Vâng, không tính điểm cho đội số 1. Bây giờ là lượt thứ 5 rồi, dù loại hay không thì vẫn như thế. Và bây giờ thì xin mời thành viên của đội số 4 ạ. Xin mời đọc tên nhân vật ạ. Trẻ em cộng 10 ạ. Trẻ em cộng 10 điểm. Câu trích dẫn ạ. Matthew chương 19 từ câu 13 đến câu 15 cộng 5 ạ. 15 điểm, bạn có đọc hay không ạ? Có ạ. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la dầy chúng, nhưng Đức Giê-xu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Chính xác, xin chúc mừng đội số 4 đạt được 15 điểm. Vâng, xin cảm ơn đội số 4. Đặt thẻ gỗ rất cẩn thận đúng không ạ? Để tránh phạm luật. Phần rút gỗ của đội số 5 ạ. Thật bình tĩnh. Và đây là lượt cuối cùng rồi, cũng là nhân vật cuối cùng. Xin mời bạn đọc nhân vật ạ. Một nụ cười rất tươi ạ. Thần khí Thiên Chúa cộng 30 điểm ạ. Cộng 30 điểm đầu tiên ạ. Xin mời bạn đọc câu trích ở đằng sau ạ. Matthew chương 3 câu 16 nhân 3. 90 điểm ạ. Và bạn có quyết định đọc hay không ạ? Đương nhiên là có. Vâng. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Chính xác, 90 điểm cho vòng thi cuối cùng. Chúc mừng đội số 5. Vậy là 5 đội thi đã trải qua một vòng thi gay cấn. Những sự cố gắng của quý vị đã được trả bằng những điểm số tương ứng. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây là kết quả của phần thi thứ 2. Phần thi thứ 2, đội 1, giáo xứ Mỹ Hạ 190 điểm. Đội 2, giáo xứ Chuyên Mỹ 55 điểm. Đội 3, giáo xứ Hà Đông 90 điểm. Đội 4, giáo xứ Tân Lang 285 điểm. Và đội 5, giáo xứ Giang Xá 205 điểm. Xin chúc mừng cả 5 đội thi. Sau đây là phần thi thứ 3, lắng nghe Chúa Giê-xu. Mời các đội thi cùng hướng lên màn ảnh để xem thể lệ của phần thi. Có một bảng chia làm 25 ô 5x5 và 40 thẻ ghi tên các câu nói của Chúa Giê-xu trong tin mừng theo Thánh Matthew. Mỗi đội sẽ dán các thẻ lên ô trên bảng, các thẻ còn thừa sẽ cất đi. Ban giám khảo sẽ chụp lại các bảng của từng đội để đối chiếu. Từng đội chọn câu hỏi điều kiện rồi tất cả các đội cùng trả lời bằng cách giơ bảng. Đúng giơ bảng màu cam, sai giơ bảng màu xanh. Đội có đáp án trùng với đáp án của chương trình sẽ được gọi tên của thẻ. Trường hợp nhiều đội cùng trả lời đúng thì các đội sẽ được gọi tên của thẻ theo thứ tự đã bốc thăm. Đội nào trả lời sai không được gọi tên thẻ.
Đội nào có số thẻ được gọi tên liên tiếp 5 ô hàng ngang, dọc chéo thì sẽ hô bingo một hàng. Phải gọi đúng câu bingo một hàng thì mới được tính điểm. Nếu ban giám khảo kiểm tra mà chính xác thì đội đó sẽ được 50 điểm. Nếu không chính xác thì đội đó mất lượt thi tiếp của phần này và cuộc chơi sẽ tiếp tục cho đến khi một đội có được bingo một hàng. Sau đó, cuộc chơi tiếp diễn và không gọi bingo một hàng nữa. Đội nào có số thẻ được gọi tên trên một bảng mà có 2 lần liên tiếp 5 ô hàng ngang, dọc, chéo thì sẽ hô bingo 2 hàng. Phải gọi đúng câu bingo 2 hàng thì mới được tính điểm. Nếu ban giám khảo kiểm tra mà chính xác thì đội đó sẽ được 100 điểm. Nếu không chính xác thì đội đó sẽ mất quyền thi tiếp. Và phần này, cuộc thi sẽ tiếp tục cho đến khi có được đội đạt bingo 2 hàng. Nếu có đội nào được bingo 2 hàng thì cuộc chơi của vòng 3 chấm dứt. Điểm phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Xin mời đội số 1 chọn câu hỏi điều kiện. Xin chọn câu 3. Câu số 3. Câu số 3. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5 từ câu 23 đến câu 24, đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ, xin mời giơ bảng. Đúng, 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 sai. Chúng tôi có 4 đáp án đúng và 1 đáp án sai. Xin mời đáp án của chương trình. Đúng. Xin chia buồn với đội số 2. Mời đội số 2 hạ bảng. Các đội khác giữ nguyên bảng. Mời đội số 1 chọn câu lời Chúa. Đội số 1 chọn câu số 1. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Matthew chương 4 câu 17. Đội số 1 hạ bảng. Mời đội số 3. Đội số 3 chọn câu 19. Đội số 3 chọn câu 16. Ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Matthew chương 7 câu 24. Đội số 3 chọn câu lời Chúa thứ tự số 16. Mời đội 3 hạ bảng. Xin mời đội số 4 ạ. Đội số 4 xin chọn câu lời Chúa số 21 ạ. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin mời đội số 4 hạ bảng. Xin mời đội số 5 ạ. Đội số 5 chọn câu 24. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Matthew chương 15 câu 20. Mời đội số 2 chọn câu hỏi điều kiện. Dạ, đội số 2 chọn câu 26 ạ. Câu 26. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe dỉ tai thì hãy lên mái nhà mà giao giảng. Matthew chương 10 câu 26-27. Đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ giơ bảng. Vâng, lại 4 đáp án sai và 1 đáp án đúng. Đội số 2 luôn chọn ngược lại với 4 đội còn lại. Hy vọng rằng đội số 2 sẽ có những pha ngược dòng. Người thành công thường có lối đi riêng. Chúng tôi chờ đáp án của chương trình. Sai. Thành công luôn lối đi riêng. Mời đội số 2 hạ bảng. Đội số 1 chọn câu lời Chúa. Đội số 1 xin chọn câu 28 ạ. Vì ở đâu có 2-3 người tụ họp nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Matthew chương 18 câu 20 ạ. Mời đội số 1 hạ bảng. Mời đội số 3 chọn câu lời Chúa.
Đội số 3 xin chọn câu số 33. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện thì anh em sẽ được. Matthew chương 21 câu 22. Cảm ơn đội số 3 hạ bảng. Xin mời đội số 4 ạ. Đội số 4 xin chọn câu 39 ạ. Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Xin cảm ơn đội 4. Xin mời đội 4 hạ bảng. Xin mời đội 5 ạ. Đội 5 xin chọn câu 4. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Matthew chương 5 câu 42. Xin mời đội số 3, chúng ta sẽ cùng chọn câu hỏi điều kiện. Mời đội số 3. Đội số 3 chọn câu hỏi số 16 ạ. Câu hỏi số 16. Nhưng con cái nước trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giê-xu nói với viên đại đội trưởng rằng, ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Matthew chương 8, câu 12, 13. Đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ giơ bảng. Rồi, bây giờ chúng tôi lại có ở phía bên tay trái của sân khấu. Sai toàn bộ. Tay phải đúng toàn bộ. Đây có phải là bước ngoặt của cuộc thi hay không? Chúng tôi xin chờ đợi đáp án của chương trình. Đúng. Xin chia buồn với đội 1, 2, 3. À, từ từ. Đây là đáp án bổ sung từ vào. Đây là đáp án đã chữa rồi. Mọi người lưu ý nhé. Những cái phần có màu, xin mời tua lại đằng trước ạ. Màu xanh thì thêm, còn gạch ạ. Đấy. Gạch đi thì mới là loại ạ. Vâng, đáp án sai nhưng lại là đáp án đúng. Xin chia buồn với đội số 4 và 5. Mời hạ vàng. Thấy chưa ạ? Mời 4 năm. Quý vị có thấy không ạ? Chọn đáp án sai nhưng lại là đáp án đúng của chương trình. Giờ đây, chia buồn với đội số 4 và 5 chúng ta hạ bảng. Mời đội số 1 chọn câu lời Chúa. Đội số 1 xin chọn câu số 10 ạ. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Matthew chương 6 câu 22 ạ. Câu số 10. Mời đội 1 hạ bảng. Dừng lại một ít phút. MC của chương trình muốn hỏi quý vị, đã có ai bingo một hàng hay chưa? Rồi, biết đâu được bingo một hàng phải nói luôn. Rồi, tiếp theo mời đội số 2 gọi câu lời Chúa. Đội số 2 xin chọn số 27. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Matthew chương 18 câu 19. Cảm ơn đội 2 hạ bảng. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy từ bingo. Mời đội số 3 chọn câu lời Chúa. Đội số 3 chọn câu lời Chúa số 6. Còn anh khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Matthew chương 6 câu 3. Vẫn lặng thinh. Vậy thì chúng ta sẽ đến. Cảm ơn đội 3 hạ bảng. Sẽ đến. Bây giờ sẽ phần chọn câu hỏi điều kiện của đội 4 ạ. Mời đội số 4 chọn câu hỏi điều kiện. Mời đứng để chọn câu hỏi điều kiện. Đội 4 xin chọn. Đội số 4 xin chọn câu số 2 ạ. Câu 2. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải được chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Matthew chương 5 câu 15, 16. Đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. 2, 1, hết giờ giơ bảng. Đúng đúng, sai sai. 3 đáp án đúng, 2 đáp án sai. Chúng tôi chờ đợi đáp án của chương trình. Sai. Giơ bảng, giơ bảng, giơ bảng. Thưa từ được. Vậy chia buồn với đội số 1, 2 và 5. Chúng ta sẽ hạ bảng. Mời đội số 3 chọn câu lời Chúa.
Đội số 3 xin chọn câu lời Chúa số 17. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Matthew chương 9, 13b ạ. Vẫn im lặng. Chưa vinh cầu một hàng. Mời đội 3 hạ bảng. Xin mời đội số 4 ạ. Đội số 4 xin chọn câu số 2. Chính anh em là muối cho đời ạ. Câu thứ tự số 2. Chính anh em là muối cho đời. Cảm ơn đội số 4 hạ bảng. Đội số 5 xin chọn câu 23. Câu 23. Khi anh em vào bất cứ làng nào hay thành nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Matthew chương 10 câu 11 đến câu 13. Đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ ra bảng. Lại 3 đáp án sai, 2 đáp án đúng. Chúng tôi đợi đáp án của chương trình. Sai. Xin chia buồn với đội số 2 và đội số 4. 12 đội 2 và 4 hạ bảng. Đội số 1 gọi câu lời Chúa. Đội 1 xin chọn câu 5 ạ. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew 5,48. Bingo 1 hàng. Bingo 1 hàng. Mời đội di chuyển xuống phía dưới để ban giám khảo sẽ kiểm tra. Đội số 1 đã chọn được các câu. Câu số 1, câu số 21, câu số 28, câu số 10, câu số 5. Và các bạn đã được bingo hàng ngang. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, con xin mời cha tổng đại diện Anton, ngài sẽ kiểm tra lại giúp con. Và ngài sẽ xác nhận cho chúng con đội số 1 có được bingo một hàng hay không. Con xin trân trọng kính mời cha. Sau khi xem thì xác nhận là được bingo một hàng ngang. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn. Cha tổng đại diện Anton đã xác nhận đội số 1 được bingo một hàng ngang và 50 điểm. Xin chúc mừng đội số 1. Từ bây giờ sẽ không còn bingo một hàng nữa mà chỉ có bingo hai hàng thôi. Xin mời đội số 3 chọn câu lời Chúa. Đội em chọn câu số 8. Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em ạ. Matthew chương 6 câu 14. Cảm ơn đội 3 hạ bảng. Mời đội số 5. Đội số 5 chọn câu 30. Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Matthew chương 19 câu 26. Cảm ơn đội 5. Mời hạ bảng. Bây giờ là phần lựa chọn câu hỏi điều kiện của đội số 1. Đội số 1 xin chọn câu 30 ạ. 30. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi thì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Matthew chương 10 từ câu 41, 42. Đúng hay sai? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ, dỡ bảng. Một mình đội 5 chọn đáp án sai. Bốn đội còn lại chọn đáp án đúng. Không chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đến với đáp án của câu 30. Sai! Xin chúc mừng đội số 5. Vâng, thấy chưa? Thành công có lối đi riêng. Xin chia buồn với các đội 1, 2, 3, 4 chúng ta hạ bảng. Chỉ một mình đội 5 được lựa chọn câu lời Chúa trong phần này. Suy nghĩ thật kỹ. Vâng, thật bình tĩnh. Xin mời đội 5 đọc câu lời Chúa. Đội 5 chọn câu số 11. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Matthew chương 6 câu 24. Bingo 2 hàng. Bingo 2 hàng. Và đây, xin đội 5 sẽ mang xuống ban giám khảo để đối chiếu.
Các bạn đã chọn được các số, tức hết là hàng ngang. Câu số 6, câu số 11, câu số 30, câu số 8, câu số 10 và hàng dọc. Câu số 30, câu số 4, câu số 24, câu số 28 và câu số 1. Vậy là các bạn được bingo hai hàng, hàng ngang và hàng dọc. Xin chúc mừng các bạn. Con xin trân trọng kính mời cha tổng đại diện An Tôn, ngài sẽ kiểm tra lại một lượt nữa giúp con và ngài sẽ công bố để xem đội số 5 có được bingo hai hàng không ạ. Đội số 5 là được bingo hai hàng đúng chữ T, là hàng ngang và hàng dọc. Vâng, con xin cảm ơn cha tổng đại diện. Một tràng vỗ tay. Vậy là đội số 5 được 100 điểm. Đội số 5 đã được 100 điểm, tương ứng với bingo hai hàng. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng số 3, vòng chơi rất gay cấn. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe kết quả của phần thi thứ 3. Điểm của phần thi thứ 3 như sau. Giáo xứ Mỹ Hạ 50 điểm. Giáo xứ Giang Xá 100 điểm. Giáo xứ Chuyên Mỹ, giáo xứ Hà Đông và giáo xứ Tân Lang không có điểm trong phần 3. Sau đây là phần thi thứ 4, đáp lại Chúa Giê-xu. Phần này có 10 câu hỏi theo dạng điền vào chỗ trống. Các đội sẽ sử dụng bảng, bút để viết câu trả lời. Mỗi đội sẽ có 30 giây để suy nghĩ và viết câu trả lời ra bảng. Khi nghe hiệu lệnh của MC, các đội sẽ dừng bút và giơ bảng. Đội nào có câu trả lời đúng theo đáp án của chương trình sẽ được tiến lên một bước, biểu thị bằng một thanh nam châm trên bảng. Đội trả lời không đúng theo đáp án của chương trình thì sẽ phải lùi lại một bước. Nếu đang ở vạch xuất phát thì giữ nguyên vị trí. Chấm câu từ sai chính tả, không chấm dấu câu hay viết hoa. Sau khi kết thúc, chương trình sẽ dựa vào vị trí của các đội trên bảng để tính điểm. Mỗi vị trí tương ứng với 10 điểm. Số điểm tối đa của phần này là 100 điểm. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Sau đây là minh họa. Trên màn hình, các đội thi sẽ thấy có 3 đội A, B, C và các mức câu hỏi từ 1 đến 10. Sau khi kết thúc, tức là hết câu thứ 10, thì đội thứ nhất đang ở vị trí số 1, tương ứng. Mời các đội chúng ta cùng nhìn lên bảng để xem phần ví dụ. Phần minh họa như sau. Trên màn hình của chúng ta là 5 đội từ 1 đến 5. Sau khi kết thúc 10 câu hỏi, đội số 1 đang ở vị trí số 3, đội số 2 đang ở vị trí số 3, tương ứng với 30 điểm. Đội số 3 ở vị trí thứ nhất, ứng với 10 điểm. Đội thứ 4 ở vị trí số 3, ứng với 30 điểm. Và đội số 5 ở vị số 9, tương ứng với 90 điểm. Các đội chơi đã nắm rõ. Phần chơi thứ 4, đáp lại Chúa Giê-xu, bắt đầu. Xin mời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 như sau. Câu 1, 3 chấm. Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị 3 chấm. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước 3 chấm. Matthew chương 5 câu 22. 30 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Hai, một, hết giờ, giơ bảng. Đáp án là còn thầy đưa ra tòa thượng hội đồng. Còn thầy đưa ra tòa thượng hội đồng. Còn thầy đưa ra tòa thượng hội đồng. Và ở bên này cả đội 4 và đội 5 cùng có 3 đáp án giống như đội 1, 2, 3 ạ. Còn thầy đưa ra tòa thượng hội đồng. Xin mời đáp án của chương trình với câu đầu tiên. Còn thầy đưa ra tòa và thượng hội đồng. Xin chúc mừng cả 5 đội. Xin mời các nấc thang của chúng tôi.
Trong câu hỏi thứ nhất, cả 5 đội chúng ta cùng dắt tay nhau tiến lên vị trí số 1. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng 5 đội. Không phải 3 chấm thưa với thầy, lạy Chúa là được vào 3 chấm, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của 3 chấm là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Matthew chương 7 câu 21. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ dơ bảng. Bất cứ ai nước trời cả đâu cha thầy, bất cứ ai nước trời cả đâu cha thầy, bất cứ ai nước trời cả đâu cha thầy. Vâng, và một lần nữa cả đội 4 và đội 5 cũng đều có đồng đáp án với 1, 2, 3 ạ. Và bây giờ thì xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Bất cứ ai nước trời cả đâu và cha thầy, xin chúc mừng cả 5 đội. Xin mời các nấc thang của chúng tôi. Trong câu hỏi số 2 này, cả 5 đội chúng ta đều tiến lên một bước, đạt vị trí số 2. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì 3 chấm như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa xa 3 chấm hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không 3 chấm vì đã xây trên nền đá. Matthew chương 7 câu 24-25. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hai, một, hết giờ dơ bảng. Rất nhanh chóng, hy vọng năm đáp án giống nhau. Ví được nước cuốn sụp đổ. Ví được nước cuốn sụp đổ. Ví được nước cuốn sụp đổ. Vâng, và một lần nữa là cả 5 đội đều có cùng đáp án ạ. Và xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Ví được nước cuốn và sụp đổ. Chúc mừng cả 5 đội. Xin mời các nước thang của chúng tôi. Cả 5 đội dắt tay nhau tiến lên cột mốc số 3. 5 đội cùng tiến. Hy vọng chỉ tiến mãi thôi, đừng lùi. 3 chấm, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu, người nói một lời là trừ được các 3 chấm và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời 3 chấm, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Matthew chương 8 câu 16 17. 30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Hai, một, hết giờ dơ bảng. Chiều đến thần dữ ngôn sứ Isaiah. Chiều đến thần dữ ngôn sứ Isaiah. Chiều đến thần dữ ngôn sứ Isaiah. Vâng, cả đội 4 và đội 5 cũng cùng 3 đáp án luôn ạ. Và xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Chiều đến thần dữ và ngôn sứ Isaiah. Chúc mừng cả 5 đội. Mời những nước thang của chúng tôi, cả 5 đội tiến lên một bước. Quý vị có thể thấy rằng các đội thi của chúng ta rất xuất sắc. Trả lời đúng liên tiếp 4 câu hỏi. Cả đội cùng nắm tay nhau đi lên. Chúng ta chỉ còn 6 câu hỏi nữa thôi. Đức Giêsu 3 chấm, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói, thưa ngài, xin 3 chấm, chúng con chết mất. Đức Giêsu nói 3 chấm, hỡi những người kém lòng tin. Rồi người trỗi dậy, 3 chấm, gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Matthew chương 8 từ câu 23 đến 26. 30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Hai, một, hết giờ dơ bảng. Hình như phần này chúng ta đã có những người đi lên và đi xuống khác nhau. Xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế ngăm đe. Xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế ngăm đe. Xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế và ngăm đe. Xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế ngăm đe. Và xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế ngăm đe. Và không biết là lần này là lại 5 đáp án giống nhau. Và xin mời đáp án ạ. Cùng lên và cùng xuống. Xuống thuyền cứu chúng con, sao nhát thế và ngăm đe. Xin chúc mừng cả 5 đội. Câu số 5,
cả năm đội đều tiến lên một bước. Đây đúng là sức nóng của vòng chung kết. Năm đội xuất sắc nhất trong hơn 20 đội thi. Trả lời đúng liên tiếp 5 câu hỏi. Mời hạ bảng, xóa bảng. Vậy để các ông biết, ở ba chấm, con người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo người bại liệt đứng dậy, ba chấm, đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và ba chấm đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Matthew chương 9 từ câu 6 đến câu 8. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ giơ bảng. Hy vọng rằng tất cả đều đúng. Dưới đất này vác giường tôn vinh Thiên Chúa. Dưới đất này vác giường tôn vinh Thiên Chúa. Dưới đất này vác giường tôn vinh Thiên Chúa. Ba đáp án giống nhau. Vâng, và một lần nữa là cả năm đội đều có chung một đáp án ạ. Và xin được chờ đáp án của ban tổ chức ạ. Dưới đất này vác giường và tôn vinh Thiên Chúa. Quá xuất sắc. 6 câu liên tiếp, cả đội, các đội đều tiến lên. Chưa tìm ra được thắng bại ở phần thi này. Chúng ta chỉ còn 4 câu hỏi nữa thôi. Các đội hãy cố gắng lên, mời hạ bảng. Bấy giờ các môn đệ 3 chấm tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng: Tại sao chúng tôi và 3 chấm ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi ba chấm còn ở với họ? Matthew chương 9 câu 14-15. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ, xin mời giơ bảng. Ông Gioan, những người Pha-ri-sêu, chàng rể. Vâng, đúng chính tả đúng không ạ? Vâng. Có vẻ như đội 4, đội 5 là đã có sự khác biệt với 1, 2, 3 rồi đấy ạ. Cả đội 4 và đội 5 đều có đáp án ông Gioan, các người Pha-ri-sêu và chàng rể ạ. Các hay những đây? Đây, 1, 2, 3 nắm tay lên. Hoay là 1, 2, 3 nắm tay xuống. Các xin người. Xin được chúc mừng đội 4 và đội 5 ạ. Vâng, giữ nguyên bảng ạ. Đâu ạ, các đâu ạ? À vâng, đội số 3 có đáp án là các. Vậy thì là chỉ có đội 1 và 2 nắm tay nhau lùi xuống một bước thôi đúng không ạ? Xin mời chúng ta nhìn lên màn hình. Đội 1 và 2 lùi xuống ô thứ 5. Đội 4, 5, 6 tiến lên ô số 7. Vậy là hạ bảng và xóa bảng để chúng ta đến với câu hỏi số 8. Chỉ còn 3 câu hỏi thôi. Đang khi đứng Đức Giê-xu ra khỏi nơi đó thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con, ba chấm, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giê-xu ba chấm thì hai người mù ấy ba chấm, người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được ba chấm không? Họ đáp: Thưa ngài, chúng tôi tin. Matthew chương 9 câu 27-28. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ giơ bảng. Vua David về tới nhà, tiến lại gần điều ấy. Vua David về tới nhà, tiến lại gần điều ấy. Vua David về tới nhà, tiến lại gần điều ấy. Và lần này là cả 5 đội cùng đều một đáp án ạ. Theo như chúng tôi biết thì cứ 5 đội cùng đáp án thì sẽ cùng đúng hoặc cùng sai. Vâng, xin mời đáp án của chương trình câu số 8. Vua David về tới nhà, tiến lại gần và điều ấy. Xin chúc mừng cả 5 đội. Xin mời cùng nhìn lên đội số 1 và 2 tiến lên một bước. Đội 3, 4, 5 tiến lên một bước. Vâng, chúng tôi nghe thấy các đội thi bảo ở trên đây áp lực. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-xu một người ba chấm. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được, dân chúng kinh ngạc nói rằng: Ba chấm, chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng ba chấm lại bảo: Ông ấy dựa thế ba chấm mà trừ quỷ. Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 34.
30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ giơ bảng. Câm bị quỷ ám ở Israel, người Pha-ri-sêu, quỷ vương. Câm bị quỷ ám ở Israel, người Pha-ri-sêu, quỷ vương. Câm bị quỷ ám ở Israel, người Pha-ri-sêu, quỷ vương. Câm bị quỷ ám ở Israel, những người Pha-ri-sêu, quỷ vương. Câm bị quỷ ám ở Israel, người Pha-ri-sêu, quỷ vương. Có vẻ như lần này chỉ có đội 4 thôi, là khác với cả 4 đáp án của 4 đội ạ. Chúng tôi xin chờ đợi đáp án từ chương trình. Câm bị quỷ ám ở Israel, người Pha-ri-sêu và quỷ vương. Một tràng vỗ tay thật lớn. Xin được chúc mừng đội 1. Dừng lại. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong thể lệ thi của chúng tôi có viết rằng phải đúng với bản văn của tổng giáo phận, không phân biệt viết hoa, viết thường hay là chữ số, mà phải đúng chính tả. Ở đây thì con có nhìn thấy đáp án đầu tiên từ Israel không viết theo bản văn của tổng giáo phận. Chúng ta cứ theo đúng bản văn, theo viết theo tiếng Việt. Xin cảm ơn. Vậy thì theo đúng bản văn, xin chia buồn với đội số 1. Chúng ta viết không đúng bản văn của tổng giáo phận. Không sao, chúng ta sẽ cố gắng còn một câu hỏi nữa. Rồi xin cảm ơn chúng ta, đội số 1 và đội số 4, chúng ta sẽ lùi xuống một bước. Còn đội số 2, đội số 3 và đội số 5, chúng ta tiến lên một bước. Mời các đội chúng ta hạ bảng, xóa bảng. Vậy là trên màn hình chúng ta nhìn thấy rằng đang có sự khác biệt. Đội 3 và 5 đang đi lên câu số 9. Đội 2 và 4 đang ở câu số 7 và đội số 1 ở câu số 5. Xin lưu ý về thể lệ thi, thật chú ý. Mời các đội xóa bảng, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Câu số 10. Khi người ta ba chấm anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành ba chấm thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ. Ba chấm khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là ba chấm, huống chi là người nhà. Matthew chương 10 từ câu 23 đến câu 25. 30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ giơ bảng. Bách hại ở Israel đã là Beelzebul. Rồi, phiên âm rồi đây ạ. À, đội số 1 không có câu trả lời đầu tiên. Ở Israel đã là Beelzebul. Bách hại của Israel đã là Beelzebul. Khác nhau cái từ của. Bách hại của Israel đã là Beelzebul. Bách hại của Israel đã là Beelzebul. Vâng, chúng tôi thấy là đội số 2 không có đáp án số 1. Và các đội khác chỉ khác nhau từ ở và từ của. Một từ quyết định cho câu hỏi thứ 10. Chúng tôi cùng chờ đáp án của chương trình của Israel. Vậy chúng tôi xin đọc lại đáp án đúng. Bách hại của Israel đã là Beelzebul. Xin mời các đội sai chúng ta hạ bảng. Vậy là đội số 1 và đội số 2 rất đáng tiếc chỉ sai một lỗi nhỏ thôi. Xin mời màn hình đội số 3 tiến lên một bước. Đội số 4 và đội số 5 tiến lên một bước ạ. Đội số 1 và đội số 2 chúng ta lùi xuống một bước. Trên màn hình của chúng ta, hai đội đạt 10 điểm tuyệt đối. Đó chính là đội số 3 và đội số 5. Một tràng vỗ tay thật lớn.
Ở mức 8 câu có đội số 4. Ở mức 6 có đội số 2. Và đội số 1 của chúng ta được ở mức số 4 ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, vậy là chúng ta đã trải qua 4 vòng thi đầy những sự sôi nổi, những sự cố gắng, lửa nhiệt huyết từ các thí sinh cũng như các cổ động viên. Giờ đây chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong giây lát. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi dần đến đích, tìm ra chủ nhân của những giải thưởng của chương trình. Chúng con tin chắc rằng sau những phần thi vừa qua, chúng con đã trau dồi thêm những kiến thức bổ ích, những giờ học Kinh Thánh bằng cách hình thức sinh hoạt vui của phong trào thiếu nhi Thánh Thể. Và không chỉ có các thành viên được tuyển chọn ở các đội được chơi đâu, mà những cổ động viên và hết thảy mọi người chúng ta đều có cơ hội được học, được chơi với những bộ trò chơi Kinh Thánh hiện có tại Văn phòng Ủy ban Mục vụ Thiếu Nhi nằm trong khuôn viên của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội số 40 Nhà Trung. Và ngay sau đây thì chúng con xin được trân trọng giới thiệu một bạn đại diện cho các đội thi sẽ lên chia sẻ đôi lời ạ. Và xin trân trọng kính mời bạn. Trọng kính cha Tổng đại diện An Tôn, cha Du Xê đặc trách giáo lý Tổng giáo phận Hà Nội. Trọng kính cha Du Xê tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội. Cha Doan đặc trách truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội. Quý cha trong ban tổ chức và quý cha. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ và đội thi, toàn thể cổ động viên đang có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay. Thay lời cho hơn 20 đội thi đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận đã tham dự cuộc thi Vui Học Kinh Thánh từ vòng sơ khảo đến nay, cách riêng là 5 đội thi tham dự buổi chung kết này, con xin bày tỏ đôi điều tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn soi sáng và ban muôn ơn lành xuống trên chúng con. Thứ đến, chúng con xin tri ân Đức Tổng Giám mục Du Xê. Mặc dù hôm nay không thể hiện diện, nhưng Đức Tổng đã luôn thao thức, mời gọi và cổ vũ chúng con hăng say đọc và học hiểu lời Chúa theo Tin Mừng theo Thánh Matthew, để chúng con thêm lòng yêu mến Chúa. Không những thế, Đức Tổng còn cho phép và khích lệ chúng con tham gia cuộc thi Vui Học Kinh Thánh. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Đức Tổng. Chúng con xin cảm ơn cha Tổng đại diện An Tôn đã luôn đồng hành và giúp cho chúng con có được những điều kiện tốt nhất để thực hiện cuộc thi này. Lời cảm ơn đặc biệt, chúng con xin gửi tới cha tuyên úy Liên đoàn Du Xê. Bằng tất cả tình yêu mến và yêu thương thiếu nhi, cha đã đưa ra những sáng kiến mới giúp chúng con biết kết hợp việc học tập với những trò chơi vô cùng thú vị và bổ ích. Qua đó, chúng con vừa có thể học hỏi Kinh Thánh, vừa được vui chơi lành mạnh nhằm củng cố thêm đức tin mỗi ngày. Chúng con xin cảm ơn tới ban truyền thông của Tổng giáo phận, quý cha, quý sơ và các anh chị cộng tác viên đã ghi hình, đăng tải các buổi thi lên trên các trang mạng để toàn thể cộng đoàn được biết. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân đã không quản ngại khó khăn vất vả để giúp chúng con có những điều kiện tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần trong suốt thời gian tham gia cuộc thi Vui Học Kinh Thánh. Trải qua hơn 2 tháng ôn tập và các buổi thi vừa qua, chúng con cảm nhận được sự nhiệt huyết của các anh chị huynh trưởng hướng dẫn đội thi, sự hăng say đi kèm với niềm vui của các bạn thiếu nhi. Nhờ có cuộc thi, chúng con cảm nghiệm được việc học Kinh Thánh thực sự rất lý thú. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời đại diện của các đội. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận phần quà từ ban tổ chức ạ. Đây là phần quà dành riêng, dành cho các giáo xứ mà ban tổ chức đã dành cho quý vị, cho 5 đội đã vào trong vòng chung kết. Và chúng con xin được kính mời cha Du Xê Nguyễn Văn Hải, cha An Tôn Nguyễn Văn Quyết sẽ lên trao quà cho các đội thi ạ. Chúc mừng một ngày thật vui. Chúa ban tràn đầy hồng phúc. Chúc mừng và xin chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây là phần công bố tổng số điểm sau toàn bộ các vòng chung kết của chúng ta. Giáo xứ Giang Xá đạt 405 điểm. Giáo xứ Tân Lang đạt 365 điểm. Giáo xứ Mỹ Hạ đạt 360 điểm.
Giáo xứ Hà Đông đạt 350 điểm. Và giáo xứ chuyên Mỹ đạt 155 điểm. Vâng, và như vậy thì chúng con xin được chúc mừng giải nhất giáo xứ Giang Xá với 405 điểm ạ. Giải nhì thuộc về giáo xứ Tân Lang với 365 điểm. Giải ba thuộc về giáo xứ Mỹ Hạ với 360 điểm. Và giải khuyến khích thuộc về giáo xứ Hà Đông và chuyên Mỹ. Sau đây là phần thưởng cho giải khuyến khích. Xin mời đại diện của giáo xứ Hà Đông và giáo xứ chuyên Mỹ chúng ta tiến lên khu vực sân khấu. Và chúng con xin trân trọng kính mời cha Giuse Đào Trọng Thành sẽ lên trao giải khuyến khích cho hai giáo xứ Hà Đông và chuyên Mỹ ạ. Con xin trân trọng kính mời cha Giuse. Tiếp theo là giải 3. Giải 3 thuộc về giáo xứ Mỹ Hạ. Xin mời đại diện của giáo xứ Mỹ Hạ chúng ta di chuyển lên sân khấu. Và chúng con cũng xin trân trọng kính mời cha Pedro Nguyễn Quang Khánh sẽ lên trao giải 3. Con xin trân trọng kính mời cha. Con xin cảm ơn cha Pedro, cảm ơn đại diện của giáo xứ Mỹ Hạ. Tiếp theo là giải nhì. Giải nhì thuộc về giáo xứ Tân Lang. Chúng con xin kính mời cha Giuse Vũ Quang Học sẽ lên trao giải nhì cho giáo xứ Tân Lang ạ. Con xin trân trọng kính mời cha Giuse. Vâng, giáo xứ Tân Lang ở đâu? Vỗ tay thật lớn, tiết điệu nhạc nào. Con xin chân thành cảm ơn cha Giuse, cảm ơn đại diện của giáo xứ Tân Lang. Giờ đây là giải nhất của cuộc chung kết Vui Học Kinh Thánh năm 2023. Xin chúc mừng giáo xứ Giang Xá. Và chúng con xin trân trọng kính mời cha Anton Nguyễn Văn Thắng sẽ lên trao giải nhất cho giáo xứ Giang Xá. Con xin trân trọng kính mời cha tổng đại diện Anton. Vâng, để cùng chia vui với đội Giang Xá, xin mời toàn thể các đội thi, 4 thành viên còn lại của giáo xứ Giang Xá chúng ta di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. Chúng con xin trân trọng cảm ơn cha tổng đại diện Anton, cha xứ của giáo xứ Giang Xá. Xin cảm ơn đội thi. Kính thưa toàn thể quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng con xin trân trọng kính mời cha Tiên Úy Liên Đoàn, cha Giuse sẽ lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ cùng toàn thể đội thi trong ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính cha Tổng đại diện Anton, trọng kính cha Giuse đặc trách giáo lý Tổng giáo phận. Kính thưa quý cha xứ đã đi cùng với các giáo xứ, các đội thi, cũng như là quý cha phó và quý cha trong liên đoàn. Kính thưa cha đặc trách ban truyền thông của Tổng giáo phận, cũng như mọi người ở trong ban truyền thông và tất cả những ai đã góp công góp sức cho các lượt thi cùng tất cả các cổ động viên và các đội thi rất thân mến. Chúng con rất vui mừng có sự hiện diện của quý đấng trong buổi thi chung kết ngày hôm nay, và cho con được thay lời cho ban tổ chức xin được có đôi lời tâm tình. Trước hết là chúng con tri ân Đức Tổng rất nhiều vì Ngài đã động viên và khuyến khích chúng con như một cách để chúng con giúp cho các em trong việc giới thiệu lời Chúa, giới thiệu phương pháp của Thiếu Nhi Thánh Thể đến với các giáo xứ, cách riêng với các em thiếu nhi,
các huynh dự trưởng, các trợ tá cũng như những người đồng hành. Hôm nay Đức Tổng tuy không hiện diện nhưng Ngài đã yêu thương và cử cha Tổng đại diện để thay mặt Ngài hiện diện ở đây để nói lên tâm tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Chúng con xin tri ân Đức Tổng và chúng con cũng tri ân cha Tổng đại diện rất nhiều khi mà con biết là với thời gian và với công việc của cha Tổng đại diện rất bận rộn, nhưng cha dành cho chúng con từ đầu đến cuối của cả một buổi thi để chứng kiến các đội thi cũng như là động viên cổ vũ sự hiện diện của cha Tổng đại diện, vừa nói lên tâm tình yêu mến từ Đức Tổng nhưng cũng là sự yêu mến của chính cha Tổng đại diện dành cho thiếu nhi cũng như ban tổ chức và Ủy ban thiếu nhi của chúng con. Chúng con cũng xin cha Tổng đại diện thưa lại với Đức Tổng những gì trong buổi thi ngày hôm nay, để hy vọng chúng con cũng hy vọng sẽ được tổ chức nhiều dịp hơn nữa trong những năm kế tiếp. Chúng con tri ân cha đặc trách giáo lý của Tổng giáo phận khi cha nhận lời với con về để dự buổi ngày hôm nay, cũng là cơ hội để mà cha góp ý thêm cho chúng con trong cách thức tổ chức, vì giáo lý và kinh thánh cũng luôn là nền tảng, cũng luôn là một phần rất đặc biệt trong phong trào thiếu nhi thánh thể. Vì chúng con ngoài nhân bản, kỹ năng chuyên môn hoặc là hiểu biết về phong trào thì giáo lý là phần căn bản nhất. Chúng con cũng xin hai đấng tiếp tục cầu nguyện và bổ sung trợ giúp thêm cho chúng con trong các công việc kế tiếp. Chúng con tri ân quý cha, ở đây có cha xứ giáo xứ Giang Xá và cha phó của giáo xứ Mỹ Hạ, hai đấng đã hiện diện để động viên cũng như là hỗ trợ thêm cho chúng con. Chúng con cảm ơn quý cha và xin quý cha tiếp tục đồng hành với các em thiếu nhi, các huynh dự trưởng và sứ đoàn, để tất cả chúng con cũng sẽ cùng với nhau làm cho thiếu nhi Tổng giáo phận càng ngày càng thăng tiến. Chúng con cảm ơn quý cha trong liên đoàn và quý cha đặc trách của truyền thông cũng như tất cả những người đang phụ giúp trong các công việc từ ghi hình, quay phim, chụp ảnh, đưa bài, từ ban giám khảo, từ các công tác hỗ trợ. Quý cha, quý sơ, quý thầy cũng như tất cả mọi người đã vì lòng yêu mến thiếu nhi, vì lòng yêu mến dành cho ủy ban của chúng con, cách riêng là để giới thiệu một phương pháp quy học kinh thánh, thì quý đấng cũng đã tìm đủ mọi cách cũng như là sắp xếp công việc thuận lợi nhất cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý đấng. Một lần nữa cũng xin bày tỏ tâm tình cảm ơn dành cho các đội thi và các cổ động viên. Mọi người cũng đã làm nên sức sống của các lượt thi, cách riêng là trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2023 của Vui Học Kinh Thánh. Thì hy vọng là chúng ta không dừng ở đây, vì Vui Học Kinh Thánh không chỉ để vui, nhưng còn để học, để hiểu, để sống lời Chúa, mà đặc biệt áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Vừa giới thiệu hình ảnh của Đức Giê-xu và vừa giới thiệu người môn đệ của Ngài sống như thế nào, đồng thời qua đó chúng ta gắn bó hơn với Chúa Giê-xu Thánh Thể, với Thánh Kinh, và để càng ngày càng thăng tiến hơn. Mà con cũng xin cảm ơn quý đấng bậc cũng như tất cả những ai đã tạo điều kiện cho chúng con để có cuộc thi ngày hôm nay, từ khán thính phò, từ hội trường, từ các công việc khác nữa chuẩn bị từ rất nhiều ngày, và từng người cũng như các tổ chức và tập thể đã giúp cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể các đội thi, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng trải qua chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Môn Đệ của Chúa Giê-xu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình Vui Học Kinh Thánh do Ban Thiếu Nhi và Ban Truyền thông của Tổng giáo phận Hà Nội phối hợp thực hiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ số 40 phố Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua số điện thoại
0385 788 699. Mùa tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau tại chương trình.